Nam du khách kể giây phút trượt ngã ở mỏm đá tử thần, điều may mắn nhất là mình vẫn còn sống. Mới đây, câu chuyện nam du khách không may bị trượt ngã ở mỏm đá tử thần ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang khiến cho nhiều người thích du lịch mạo hiểm xôn xao. Qua tìm hiểu, nam thanh niên gặp nạn bị trượt chân rơi xuống khe đá là Mai Thế Hải, sinh năm 1992 ở tỉnh Sơn La. Rất may anh đã được lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu kịp thời. Kể lại tai nạn này, anh Hải chia sẻ, cùng với một người bạn có chuyến du lịch ngắm băng tuyết trên Cao Bằng. Trên đường trở về, cả hai đã quyết định ghé qua Hà Giang và check-in tại mỏm đá tử thần ở Mèo Vạc. Khi ra chụp hình ở mỏm đá tử thần, anh đã cố đi xa, tới khu vực đầu mỏm đá. Không khí lạnh làm cho chân tay anh bị cóng. Khi ngước mặt lên nhìn về phía xa thì mình bị choáng, đổ người và trượt chân xuống vách đá. Khi rơi tầm 25 mét, mình bừng tỉnh và túm được vào một cành cây nhỏ. Sau đó anh bạn đi cùng lập tức gọi chính quyền địa phương. Người dân và lực lượng cứu hộ đã cõng và kéo mình lên xe. Khi đó, mình gần như bất tỉnh, vết thương rất sâu và mất nhiều máu, anh Hải kể lại. Sau khi gặp nạn, anh Hải được lực lượng công an, người dân cấp cứu. Sợ thanh niên lạnh, nam công an còn cởi áo quân phục để che chắn gió cho anh. Hiện tại anh Hải vẫn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang. Anh Hải cho biết mình bị đa chấn thương, đùi rách cơ sâu dài tầm 25cm, xương chậu bị vỡ. Hiện tại do vết thương vẫn đang chảy dịch nên vẫn chưa xác định được thời gian xuất viện. Cũng vì đam mê, thích khám phá, ưa mạo hiểm và phải trả giá vì những hành động của mình. Điều may mắn là mình vẫn còn sống, mặc dù tê liệt một chân. Cũng có rất nhiều bạn quan tâm về vụ việc này. Mình mong mọi người đi chơi hay đi du lịch nhớ cẩn thận mọi người nhé. Đằng sau mình còn bao người thân, hãy nhìn về đằng sau các bạn nhé. Anh Hải chia sẻ, anh Hải đưa ra lời khuyên. Qua sự việc này, nam du khách gửi lời cảm ơn các chiến sĩ công an, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã giúp đỡ mình thoát nạn, thăm hỏi động viên anh sớm bình phục. Anh Hải chia sẻ, bản thân vốn là người thích đi du lịch, đặc biệt là du lịch khám phá, mạo hiểm. Anh đã từng tham gia nhiều chuyến du lịch mạo hiểm như là leo đỉnh Pha Luông, Mộc Châu, núi Đá Chồng Quảng Ninh, núi Bà Đen Tây Ninh. Sau khi gặp tai nạn tại mỏm đá tử thần ở Mèo Vạc, Hà Giang, anh Hải cũng đã nhắn nhủ đến với những người yêu thích mạo hiểm nên đặt sự an toàn lên đầu tiên.